Thế thằng Trung này dạ rồi, hên quá, lên sếp được đi vắng rồi giờ nó lộng quyền, nó lộng quyền quá nhỉ. Sếp đi vắng lộng quyền quá. Nó cơ bản là anh đang ở quê, anh không phải ra ngồi quán này, quán đầu nhà mới có cái wifi, còn 4G thì rất là yếu. Đó. Nói chung là vì là tại là các chú ngồi im chứ anh cũng chẳng muốn lên làm gì, sợ kiểu cái sóng yếu mà. Bây giờ ví dụ như cái mở đề tài ra như thế rồi thì ông Trung ông ấy bình luận đi nhá, mà ông ấy ngồi im, ngồi im thì bây giờ coi như là ông ấy mày lại mở đề tài khác sao mà nói. Thôi rồi, bây giờ nói vui anh em như thế thôi. Vâng, xin chào tất cả anh em. Nay nhà tôi đang ở cách thành phố ở Nam Định, cách thành phố Nam Định 30 cây số về phía Quất Lâm. Gần Quất Lâm, cách chắc các bạn ở ngoài Bắc hoặc cả nước này anh biết Quất Lâm là cái gì. Đấy, thành công là quê tôi ở cách Quất Lâm 6-7 cây số, thì hôm nay là lên nói chuyện với các bạn này. Bây giờ này, tôi bây giờ nói cái chuyện nghiêm túc thì bây giờ cái nói về cái bọn chống cộng cực đoan ấy, mà nhất là cái vụ mà thằng Hoàng Anh ấy. Đầu tiên thì thực tế là anh chưa nghe cái gì. Đầu tiên là cái hôm thứ sáu mình chỉ nghe về cái thằng Tân Thái với nó mới livestream với thằng Trung Dân Chủ Hội Đồng Nước, thì anh ở trong đầu anh phán đoán ngay và anh đã nói ngay đây là cái trò của chúng nó. Vì là mình suy ra từ cái vụ mà là cái thằng Nguyễn Hữu Tấn năm 2017 mà ra đấy, các bạn biết cái thằng Nguyễn Hữu Tấn. Thì bây giờ mình nói như thế này, cái chúng nó là như là bọn kền kền mà ăn xác thối đấy. Từ vụ của ông Ngô Đình Diệm, bây giờ ông Ngô Đình Diệm chết rồi, in mồ in mả đẹp rồi mà chúng nó cũng muốn moi ra để chúng nó kiếm tiền. Thế các bạn thấy cái biểu không? Dạ đúng rồi. Đúng không? Bây giờ Ngô Đình Diệm hiện trước kia là tổng thống của Việt Nam Cộng Hòa, sau khi bị dưới cái bàn tay của Mỹ và chỉ đạo do cái bọn tay sai mà giết ông ấy, thì sau này sau khi giải phóng thì là đảng và nhà nước ta và nhân dân ta coi ông cũng như là một người dân. Hiện nay đã mồ yên mả đẹp cùng với Ngô Đình Nhu, Ngô Đình Cẩn và mẹ của các ông ấy được chôn ở nghĩa trang nhân dân nái thiêu. Đấy, thì được mọi người bảo vệ, nhưng mà chúng nó bây giờ ông ấy chết rồi là chúng nó cũng dùng cái xác ông ấy để mà kiếm tiền. Thì các bạn thấy đó một cái trò rất bỉ ổi. Đấy, kể cả cái bọn mà một số cha đạo, đúng không? Và một số bọn dân chủ cuội đã chết của ông Ngô Đình Diệm để kiếm tiền, thì các bạn ở đây các bạn đều biết rồi. Rồi, đến vụ thứ hai là vụ Nguyễn Hữu Tấn. Thế mà Vũ Tấn thì nó lấy dao cắt cổ ở cơ quan công an. Mà rất là may là bây giờ tôi mới kể sơ qua là thằng Hữu Tấn là ở Phật giáo Hòa Hảo. Đấy, thì là nó cũng là cái bảo dân chủ, nó có tuyên truyền về cái cờ vàng. Nó bị công an bắt vào đồn công an và về nhà khám xét thì cũng có cái cờ vàng ở trong ấy. Thì trong lúc hỏi cung thì anh công an hỏi cung ấy, thì là nó mới xin một chai nước, thì anh chạy đi lấy chai nước cho nó. Nó thấy cái dao dọc giấy ở cái cặp của anh công an, thế nó dùng cái dao, cái thằng điên nó dùng con dao nó cắt cổ nó luôn và nó chết. Rất may là cái là hiện nay theo quy định của các đồn công an thì khi hỏi cung ấy thì đều có camera quan sát hết. Thì bên an ninh, bên công an người ta mới mời gia đình nó lên. Khi chết rồi thì bọn bên kia trời ơi, cái thời gian đấy tôi nói thật với các bạn ấy, nó bị chết ở trong đồn công an. Rồi có đúng rồi, thì bọn dâm cũng làm y xèo ở trong nước rồi bọn nước ngoài nó làm rầm rĩ lên trong vòng một tháng trời. Đấy, nó làm ầm ĩ lên trong vòng một tháng trời để nó kiếm tiền. Đấy, rồi là nó cứ thằng nào cũng coi như quyên góp tiền để mà gửi về ủng hộ coi như gia đình thằng Nguyễn Tấn. Nhưng mà cũng rất là may cái là có camera, thành công bên chính quyền và bên công an mới mời gia đình nó lên. Chính quyền ủy ban tỉnh Vĩnh Long cộng với lại hội Phật giáo Hòa Hảo tỉnh Vĩnh Long lên để coi lại cái băng ghiêm đấy. Thì gia đình nó đâu kiện cáo đâu, nhưng mà chúng nó lại bảo là coi như là tại vì là công an cắt cổ thằng Nguyễn Hữu Tấn cho lên là công an mới ủng hộ tiền, em mới cho tiền thôi, sợ có cho tiền để bịt mồm miệng cái gia đình ấy. Nhưng mà người ta không hiểu cái quy định pháp luật của Việt Nam, ông đã chết trong đồn công an dù một lý do gì nữa thì bên công an cũng phải lo mai táng các thứ, cái chi phí mai táng đó là quy định của bên ngành công an. Thì vậy rồi cho nên là, và sau đó nhá thì bọn bên kia nó kiếm tiền một phát nữa, tức là cái thằng thằng Thái Vi Lan
cộng với con Mã Tiểu Linh, nó mới đưa cái con chị gái của thằng Nguyễn Tấn hiện nay, cái con đấy thì nó đang định cư ở Mỹ, để mà dẫn đến Quốc hội Mỹ. Thế là thì là nó bảo nó xin dịch và nó để mà dẫn đến Quốc hội Mỹ, ví dụ như kiện cáo vì cái chết của Nguyễn Tấn thì ừ thì tội còn có lý, lại coi như để mà xin cho vợ con thằng Nguyễn Tấn đấy để mà định cư ở Mỹ. Em hiểu không? Thì nói chung là chúng nó dùng đủ cái mọi thủ đoạn để chúng kiếm tiền, kể cả bọn bên thằng Thái Vi Lan và con Mã Tiểu Linh cũng thế thôi. Đấy, để cho mà hiện nay ví dụ tôi xin thì tôi phải cần kinh phí, mỗi người góp cho tôi một tiền, hiện nay tôi đang làm một sự kiện. Đấy, cho nên từ những cái vụ Ngô Thị Diệm này, Nguyễn Hữu Tấn này, đúng không? Giang thì là trước năm 2017 ấy, thì nó lên trên này nhưng cũng biểu tình biểu tiếc đấy, đầu tiên nó phải vẽ ra thằng này là một cái thằng dân chủ quậy, coi có một tinh thần chiến đấu rất là anh dũng nha, vì là dù tức là nó cứu một cái thằng dân chủ quậy khác bị công an đánh máu mồm máu mũi học ra, mà nó cứu thằng khi được và coi như nó chạy thoát được đấy, cho nên nó vẽ đầu tiên nó muốn ấy thì nó là vẽ do cái thằng này là một người anh hùng đấy, sau đó coi như là mà cái vụ mà giấy mời công an là năm 2017, cái vết cắt cổ là nó đấy đấy ở trên mũi xuống thôi đấy, cho nên là ba cái trò này của chúng nó thì ngay cái buổi cái live hôm thứ sáu thì mình thực tế mình chỉ nghe mỗi Tân Thái mình vạch mặt ngay chúng nó mà đây là cái trò lừa đảo chứ không thể nó đúng không, chứ bây giờ có người Việt Nam cả những người bình thường chẳng ai cắt cổ ai, kể cả ông phạm tội man dợ chẳng nữa không? Thì ví dụ chống cự cùng lắm thì dùng đấm đá cho mấy cái hoặc là cùng lắm có súng ở đấy bắn thôi, chứ còn lại dùng bây giờ với người Việt Nam ai dùng người dao cắt cổ một tay, cho nên là nói chung là qua những cái vụ này ấy, là có một cái mình nhận thấy có một cái sự bộ mặt như coi như là rất là bố láo bố tuét của cái bọn dân chủ quậy ở trong nước và cái bọn mà chống cộng cực đoan ở bên nước ngoài, chúng nó kiểu là kèn ăn sát thối đến mức độ như này, bây giờ coi như chúng nó không ăn được, nhóm nọ thì cãi với nhau nhóm kia đổ cho nhóm này ăn tiền, và nhóm này thì nói là coi như là tôi chỉ có đưa tin tức ra thôi chứ không phải bảo cắt cổ, nhưng nhóm kia là kể cả từ con Tạ Phong Tần tất cả đấy bọn nó tranh cùng được, cho nên ba cái trò này vạch mặt ra những cái trò bỉ ổi của chúng nó bên kia đấy, thì coi anh lên đây thì hiện nay sống ở đây thì nó không được mạnh lắm, thì anh chỉ nói sơ sơ vậy thôi, còn ví dụ là chung lên ấy, thì bây giờ anh em là phải tìm một đề tài và cùng nhau bình luận nhé. Thôi anh lên anh chỉ nói vậy thôi nhé. Dạ. Anh chào vì đây anh ngồi đây là ngồi ở quán ngoài đường. Dạ. Đấy, bây giờ anh gần như ông Quốc Dũng rồi. Ngồi ngoài đường lai không có nhà. Dạ rồi, ok. Rồi xin dạ. Chào Dương, chào tất cả anh em nhé. Dạ rồi. Rồi mai lên trên Nam Định thì sóng nó mạnh hơn rồi, ok. Dạ ok anh.